ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Nắng quá mà cũng công sức người ta bỏ ra, hiểu không? Cho ăn kỹ vụ sang sang chút xíu, có 50.000 vậy ăn sao sức đâu, người ta đi theo dõi. Thôi được rồi, 100.000 hai đứa đó. Tha là mày nói vậy. Alo em ơi. Để bụng ra ăn nha. Rồi. Bà Phương bà sắp ra rồi đó. Đó đúng không? Trời ơi, mày nói nhiều tiền vậy không lẽ mấy tô mà nó không trả nổi. Để ông trả cho. Gì đó. Chết rồi em ơi. Sao? Em có mang theo tiền không? Hả? Sáng anh đi gấp anh quên mang theo cái bóp rồi. Chết rồi. Tôi nghĩ là tôi đi chơi với lại Tùng mà Tùng trả tiền cho tôi cũng không có mang tiền. Mày có mang tiền không? Còn tôi đi chơi với bạn bè, không bao giờ tôi đem tiền. Chết rồi, bây giờ sao? Rồi được, còn bà Phương, gọi bà ra rồi giờ sao? Hay là để bà Phương bà ra bà trả tiền giùm tụi mình. Rồi cũng tôi nè, gian nắng đó, đi nắng trời nắng đó. Đã không? Thì ứng trước cho tôi đi, mất tôi trả lại sao? Thì có thì phải nói vậy, thà là như vậy thì tôi gọi. Gọi đi. Bà Phương thì đi cái là lúc nào bà cũng ấy tiền ở đây, hiểu không? Alo. Sao vậy? Sao vậy? Bà đang đi spa. Bà gọi điện thoại, bà kêu tao là quên đem tiền, đem tới spa cho bà mượn. Hả? Trời ơi, đáng lý ra là cái bữa nay là em phải mời nè. Tự nhiên để anh mời mẹ con em ngại quá à. Ngại cái gì mà ngại không biết nữa. Mặc dù mình là họ hàng xa nhưng mà là gia đình không mà. Ngại cái gì? Ăn đi con. Bây giờ cả nhà cùng ăn nha. Dạ. Thôi đoạn nó nguội hết á. Dạ. Con mời bà, con mời mẹ, mời chồng ăn cơm. Cái gì? Mày mới mời ai vậy? Hả? Mày kêu ai? Mày kêu lại tao nghe coi. Mời chồng. Không, dạ đúng rồi thầy. Thầy là thầy con mà. Dạ. Thầy cái gì con để cho cô dạy nó chứ. Thầy chỉ là ở trong lớp thôi, ra ngoài là phải theo gia giới. Kêu anh cho mẹ. Kêu anh. Dạ, em mời anh chồng ăn cơm. Ok. Thôi, mời cả nhà. Dạ, anh ăn đi anh. Thôi, cảm ơn. Dạ. Ngon quá, ngon. Tâm. Dạ. Con cũng lớn rồi, sao không vợ con gì hết vậy con? Chưa anh. Em nói nghe luôn á. Em cũng không hiểu tại sao đến giờ này chưa lấy vợ luôn. Tại con muốn ở như rửa con phùng dưỡng mã con. Cái gì? Ai cần mày phùng dưỡng hả? Tao cần chăm sóc cho tao được nghe chưa? Mày lấy vợ cho tao tao mừng rồi. Trời ơi. Cái tông chị lên xuống bất chợt đó. Mà em thấy nó có hiếu với chị ghê á chứ. Với lại chuyện vợ con muốn là đâu phải được đâu. Cũng tùy duyên nữa chị à. Anh, không mấy anh có quen ai làm mai làm mối không? Anh giới thiệu cho nó giùm em được không? Để tôi coi. Có hả? Có. Tôi có bà bạn, có đứa con gái lỡ thì. Để tôi giới thiệu cho nó làm quen thử coi ha. Cái gì đó? Tao tót đuổi mặt mày bây giờ. Tao kêu mày đi lấy vợ chứ có gì đâu mà làm gì mà hốt hoảng như vậy. Nói đó. Anh coi, anh có người giới thiệu. Con à, nhưng mà con yên tâm đi. Cái này là chỉ coi mắt giới thiệu thôi. Có ưng hay không là do con chứ. Dạ đúng rồi. Ưng hay không là thầy quyết định mà. Cái gì? Ai quyết định? Ai quyết định con? Dạ thầy hả? Ở đâu ra thầy quyết định con? Cái người quyết định phải là cô. Nhưng mà đây là cái chuyện trăm năm. Bây giờ con quyết định nhé. Mày quyết định không? Trăm năm không? Chị, cái tông. Em liệu. Vui em liệu, dạ. Không có quyết định con. Cái người quyết định phải là cô. Đâu có để cho nó quyết định được con. Thôi rồi cô. Trời đất ơi, để cho nó quyết định là nó đâu có chịu. Đúng không anh? Mà em nói anh nghe nè. Em cảm thấy là cái cuộc đời em rất là bất hạnh. Em
kêu nó lấy vợ thôi mà nó cãi cha cãi mẹ, em muốn tốt cho nó mà đúng không? Tao nói cho mày nghe nha, mày mà không lấy vợ, không nghe lời tao là tao cắn lưỡi, tao tự tử ở đây mà tao. Đừng cắn lưỡi chết tại đây nha, đừng nha. Nhưng mà anh ơi, bây giờ anh em muốn tốt cho nó mà bây giờ nó không nghe lời em sao bây giờ anh phải làm sao, anh nói giùm nó đi. Em tự tử chứ anh coi tự tử. Tâm, con ừ một tiếng cho mẹ con sống đi chứ bà đòi tự tử chết ở đây đó. Con cái mặt nó thấy ghét, nó chưa ừ, nó chưa ừ để em chết đó. Ừ đi. Ok. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em anh. Chào thầy. Thầy ơi thầy, sao hôm nay thầy vô lớp sớm vậy thầy? Thầy làm cái chi kìa thầy. Các em đừng quan tâm. Đừng quan tâm, ngồi xuống ngồi sau đi. Ừ, hãy ngồi xuống ngồi xuống. Này đây đâu bị giả lấy cưng quá à. Có đâu. Ê, ăn đi dạ. Nè, ăn biến chả đi. Xạo à, nhường ta phải không? Không có nhường, tại không thích ăn chả thiệt. Dì Phương cũng không thích ăn chả bông. Xạo xạo này nhường tôi phải không? Không phải. Phải không? Ừ. Ăn lần này thôi nha. Ngon quá. Ừ. Thầy. Thầy ơi. Tụi em tình cảm quá, thầy xúc động, thầy khóc hả? Tụi em có làm gì sai hả thầy? Bọn em ảo với thầy lắm. Ráng mà tụi em ăn trôi được mặt thầy. Em đói thầy. Đói cũng không phải là ăn trôi. Tụi em có biết là trôi là một cái kỷ niệm đáng nhỏ trong cuộc đời của thầy không? Dạ không. Em trả lời như rửa ấy. Thật sự là tụi em không biết mà. Tại sao tụi em không hỏi là ơ thầy ơi kỷ niệm gì? Tự nhiên hỏi có biết kỷ niệm đó không? Cái xong bảo dạ không? Ở dịch câu chuyện thầy không được kể cái kỷ niệm của thầy. Không thầy, thật sự là tụi em không muốn biết cái kỷ niệm đó cho nên không cần phải hỏi. Sao nói chuyện vậy? Làm thầy tổn thương sao? Dạ thầy, em thay mặt trọng xin lỗi thầy nha. Em đúng là một cô gái tinh tế. Thầy sẽ kể cái kỷ niệm của thầy gắn liền với gói xôi cho em nghe. Anh, em đỡ nhiều rồi. Anh có cần tôi đưa đi bác sĩ không? Anh nói cái chi? Anh nói là đem đi bác sĩ. Ừ. Thì tại tôi làm cho anh té mà. À, không. Không phải lỗi của anh mà. Lỗi là do em. Do em lo nhìn anh quá cho nên là em bất cẩn, em té. Không phải lỗi của anh. Vậy nếu anh không sao thôi tôi đi nha. À, từ từ. À, anh... Anh làm nghề gì đó? Tôi bán xôi. Ô, hot boy bán xôi. Hot boy bán xôi. Hot boy gì đâu, mưu sinh kiếm sống thôi anh ơi. Ồ, bao nhiêu tiền một bịch nữa? Hên xui anh. Bịch bự khác, bịch nhỏ khác, bịch dừa nó khác anh. Không cần quan trọng to hay nhỏ. Dạ. Bán hết cho em đi. Bán hết cho anh. Em mua hết. Anh ăn giọng gì dữ vậy? Em thích ăn giọng. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Oan gia, trời ơi oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, trời ơi là oan gia, yêu thương thật chân thành